Các bạn đã từng nghe đến biểu tượng mặt trời đen hay chưa? Biểu tượng này một phần cũng được cho biết có nguồn gốc từ Bắc Âu trong thời kỳ cổ đại. Đây là lý do mình thấy mặt trời đen có sự kết nối với Elbat và... Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Rết. Chắc tới 1128 đã khép lại với cảnh tượng một kẻ tự xưng mình là thần mặt trời đuổi theo nhóm Luffy, trong khi Nami đã chạm được một tấm bản đồ của vùng đất bí ẩn. Họ đang hướng thẳng đến lối ra với mục tiêu là phá vỡ bức tường ở phía trước. Có nghĩ rằng chắp tới 1129 chúng ta sẽ được chứng kiến một cuộc rượt đuổi với những tình tiết thật sự rất ly kỳ và thú vị giữa nhóm Mũ Rơm và thần mặt trời Fake. Điều thứ nhất mà chúng ta cần quan tâm là xác định giới tính của kẻ tự xưng mình là thần mặt trời này. Đây là một chi tiết cũng khá quan trọng để thấy được diện mạo của một người đội chiếc đồ lô hô có gạt, khá giống với Tần Lộc nhưng không phải là Tần Lộc. Khi mà nhìn vào, các bạn sẽ có thể sơ lược được ngay giới tính của hắn, có vẻ là một người phụ nữ. Tuy nhiên, lấy gì để đảm bảo khi mà không có quá nhiều dữ liệu để tin tưởng? Bao giờ cũng vậy, mình hầu như không nói suông mà luôn có các dữ liệu để cung cấp thuyết phục các bạn. Nếu các bạn xem lướt video của mình thì cho rằng mình chỉ đang nói phét, nhưng mình nghĩ các bạn cần phải cẩn trọng hơn trong các chi tiết và lúc đó sẽ có một cách đánh giá khách quan hơn. Điển hình như lần này, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy được giới tính của thần mặt trời này là một người phụ nữ. Đầu tiên, về đôi giày. Thần mặt trời này đang mang một đôi giày cao gót, nó giống với giày của Nami hơn, được thấy ở chapter 1127. Ở chapter 1128, giày dành cho Nam cũng được thấy từ Sanji và người đàn ông này. Phần đế giày thấp và to hơn so với giày của hắn ta. Trong khi thần mặt trời này được nhận xét là một người có tay nghề cao trong việc thiết kế thời trang, hắn sẽ không thể mang một đôi giày cao gót nếu là nam. Ngoài ra, dáng người khá là mảnh khảnh, không giống với đa phần chiến binh Elbat, họ là những chiến binh luyện tập từ nhỏ về mặt sức mạnh nên cơ thể sẽ có sự phát triển về cơ bắp. Harudin là một ví dụ điển hình, nam chiến binh Elbat sẽ rất to con, vạm vỡ, không thể có vóc dáng mảnh khảnh như một người phụ nữ được. Trừ khi người này không phải là chiến binh Elbat thì có thể nghi ngờ là nam. Còn một chi tiết quan trọng khác chính là chiếc đầu lâu mà chúng ta nghĩ rằng là hưu cơ gạt hay tuần lộc. Thực tế đây chính là đầu lâu của một con nai sừng tắm, tiếng Anh được gọi là Moose, cũng là tên của một nhân vật nữ trong One Piece, con gái của chiến binh vùng đất Sandora, Kankara, xuất hiện 400 năm trước. Từ các dữ liệu này, kẻ tự xưng mình là thần mặt trời chính xác là nữ hoặc là nam nếu không phải là người khổng lồ. Ở những phần tiếp theo sau đây có rất nhiều dữ liệu liên quan chapter 1129 có thể xuất hiện, vì thế các bạn hãy pha ngay một cái ly cà phê rồi ngồi xuống thưởng thức nha. Cảm ơn một số bạn donate cho mình trong video trước đó để mình có thêm động lực nghiên cứu One Piece mỗi ngày. Điển hình như là bạn Hoàng Mạnh Đè, bạn Hà Hoàng Lâm Vũ, một bạn nào đó giấu tên, bạn Nguyễn Đình Hòa, bạn Cao Văn Nam, bạn Quyền Linh. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn vì sự động viên tinh thần là một món ăn không thể thiếu, và mình sẽ yên tâm hơn trong vấn đề cơm áo gạo tiền để chuyên tâm phân tích One Piece mỗi ngày. Vậy thì vào video trên nóng các bạn nha. Như vậy là tuần trước chúng ta đã không có trang bị nào liên quan đến chuyến hành hương của Yamato ở Wano. Ino Arashi đã được bổ nhiệm làm lãnh chúa mới của vùng Kuri, nhưng có vẻ vị lãnh chúa mới này khá đau đầu với những vụ mất tích gần đây đang xảy ra, chưa rõ ai là hung thủ đứng sau cái vụ này. Có lẽ trang bị tiếp theo chúng ta sẽ được chứng kiến manh mối mới để tìm thấy được hướng giải quyết. Thật sự thì câu chuyện trang bị mang yếu tố bất ngờ, không có dữ liệu nào để chúng ta phân tích được, chỉ có thể hóng dài cổ để xem Oda mang gì vào trong đó mà thôi. Ví dụ như vụ Eric bắt Karibo mang đến Wano, ai mà ngờ được Karibo ở đó để lấy tên về vũ khí cổ đại, còn Eric thì trở thành Tobi Rubble trong băng Kaido phải không nào? Rất là khó đoán. Thấy cho phần trang bị về Yamato thì chapter 1128 chúng ta lại thấy được băng Mũ Rơm đóng vai trò là một nhóm phù thủy cửa chổi, đặc biệt là có sự xuất hiện của một con rồng phương Tây màu tím khổng lồ. Con rồng này theo mô tả thì khá giống con rồng số 13 đã từng bị Zoro chặt đầu, hay là con rồng tại Wano mà Ryuma cũng hành quyết nó, và đặc biệt là cũng giống với Dragon Lord ở trong RPG, hay cho chơi nhập vai hành động có tên là Dragon Quest. Tác giả Oda là một thiên tài trong cách sắp xếp các trang truyện, tiêu đề và các trang chữ của người Nhật để tạo ra những cái câu đố mang tính kết nối trong One Piece. Nên kẻ phản diện mang tên Dragon Lord là một gã chậm cho chơi nhập vai hành động Dragon Quest mà chúng ta cần phải quan tâm. Hắn có thể biến thành nhiều hình dạng khác nhau và ở trong đó rồng là sinh vật tối cao nhất. Hắn ta là một phù thủy để biến thành một con rồng màu tím lớn hơn bất kỳ con rồng nào khác. Rồng cũng được sử dụng trong chính phủ thế giới với dấu vuốt rồng, còn được gọi là biểu tượng thần lông chảo. Và đặc biệt thì rồng một số quốc gia thuộc khu vực châu Âu có biểu tượng lạ. Đây chỉ là một số gợi ý để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Hoặc mình sẽ tiếp tục nghiên cứu và gửi đến cho các bạn trong những cái video sau về vấn đề liên quan đến Emu, cởi cái biểu tượng mặt trời đen như mình đề cập ở phần đầu. Trở lại mặt trình chính của One Piece, các bạn sẽ thấy được toàn bộ bối cảnh của vùng đất bí ẩn. Tất cả đều được dựng lên từ những khối Lego và chỉ có một thứ là thật, chính là cây Yggdrasil. Tưởng rằng Yggdrasil sẽ là cây khổng lồ tại Elbat, nhưng không, nó chỉ là một cây nhỏ được trồng trong khu vườn mà kẻ tự xưng mình là thần mặt trời dựng lên. Với cây khổng lồ đó vẫn còn là bí ẩn chưa có lời giải. Mình tin rằng đây là cây Adam, chính một phần tán cây của nó cũng được sử dụng để bán trong trời đen. Rankin đã mua được với giá rất cao để đóng nên tàu Thousand Sunny.
Và đến giờ chỉ có hai con tàu được xác nhận đóng từ cây gỗ này là Oro Jackson của bang Roger và Thousand Sunny của bang Murom. Được biết mỗi con tàu đều có phần linh hồn của nó, giống như linh hồn Golden Mary xuất hiện trên Skype. Chính linh hồn này đã xuất hiện cố gắng sửa chữa tàu Golden Mary, đưa bang Murom ở chặng đường cuối cùng. Nếu một con tàu có linh hồn riêng thì rất có thể tàu Sunny cũng sẽ có sự xuất hiện bằng linh hồn ngay tại yêu bá này. Khi mà cây gỗ Adam tồn tại hàng nghìn năm trong thế giới One Piece, yếu tố linh hồn vẫn là một cái điều bí ẩn bậc nhất. Có lẽ chúng ta còn nhớ đến khu rừng tại Sandora chapter 291, nơi được tiết lộ rằng mấy trăm năm nay, linh hồn của các tổ tiên qua đời dưới sự dẫn dắt của tiếng chuông. Họ nương nhờ trong những đám mây màu trắng lên thiền, những cây ấy được gọi là cây nương thần. Đồng nghĩa linh hồn của những người mất đi sẽ được dẫn dắt để tồn tại một nơi nào đó, như là một cái cây chẳng hạn. Chính tiến sĩ Vergeban đã nghiên cứu thí nghiệm 21 gram của linh hồn và xác nhận linh hồn có tồn tại. Thì cây Adam được Ranky cho biết chapter 431 như sau: trên một hòn đảo nơi không ngừng chiến tranh, kể cả khi hứng chịu mưa bom bão đạn hay con người chết chóc thành núi, con người đã dựa trên cái cây ấy để xây dựng nên nhiều thành phố. Trên thế giới chỉ có một loài cây như thế và tên của nó là cây kho báu Adam. Vùng đất chiến tranh mà Ranky đề cập mơ hồ đó chính xác là Wallen, là Elbat, nơi ở của những người chiến binh khổng lồ bất khuất và có lẽ linh hồn của những người đã khuất tồn tại dưới cây Adam. Kết hợp với một số yếu tố nghi thức bí ẩn nào đó, những linh hồn tái sinh và tồn tại dưới dạng những trái ác quỷ. Dù sao thì đây cũng chỉ là những dữ liệu sơ lược để cho các bạn hiểu rõ hơn về cây Adam, đặc biệt linh hồn của tàu Thanh Sinh Sinh này khi nguồn gốc của nó là từ cây Adam mà ra. Hiện giờ con tàu bị cho là mất tích, dấu vết của nó cũng không hề được đề cập trong suốt 3 chapter gần đây. Bất kể Zoro đang tìm cách để ra biển tìm lại con tàu, nhưng mà tác giả Oda chưa vội đề cập đến nó. Có lẽ chapter 1129 sẽ xoay quanh cuộc chống chạy và chống chạm với thằng mặt trời Page ngay trong vùng đất bí ẩn chứ không liên quan gì đến con tàu. Dory và Roger có đề cập rằng hình dạng ghi năm của Luffy trông giống như vị thần mặt trời mà họ tôn thờ ngay tại Elbat. Thế nhưng tại sao người khổng lồ Elbat này khi nhìn thấy ghi năm của Luffy lại không hề có phản ứng? Rất có thể trong cơn hỗn loạn đó thì hắn đã không để ý hình dạng của Luffy cũng nên. Sau khi Luffy nhảy lên lại trên lâu đài căn phòng kính thì đã trở lại vào dạng người bình thường. Các trang phục mà nhóm Luffy mang là không thể nào phủ nhận được nơi đây, nếu mà họ đang ở, là Elbat được nữa. Dù sao thì đây cũng là một tình tiết đáng chú ý, vì không phải bất kỳ một người Elbat nào cũng tin tưởng vào tôn thờ thần mặt trời. Cũng có đâu đó những người căm ghét, chống đối hay thậm chí cực đoan thì sao, phải không nào? Giờ thì chúng ta cùng dự đoán một chút về cuộc chiến của nhóm Luffy với nữ thần mặt trời Page ngay trong chapter 1129 này anh em nha. Thần mặt trời giả đuổi theo thần mặt trời thật với câu nói: sao bọn mày dám làm ô uế vương quốc của tao, ta sẽ không để bọn mày chạy đâu. Kèm theo đó là một thái độ phẫn nộ khiến người dân ở đây sợ hãi. Có nghĩa là họ đón nhận nhiều lần cơn thịnh nộ tương tự như thế này trong vương quốc và họ cũng đối diện với tên thần mặt trời này nhiều rồi. Hắn ta sẽ sử dụng một thao tác nào đó để chặn lại nhóm Murom tiến về phía trước, chẳng hạn như ném chiếc khiên hoặc là dùng cây gậy móc con mèo Iskat lại. Để ngăn cho bị bắt thì buộc nhóm Luffy phải có sự phản kháng. Và lúc này mình tin rằng vai trò của Zeus là quan trọng nhất. Nó sẽ sử dụng sấm sét để kích thẳng vào trong vũ khí. Có tới cây gậy của tên thần mặt trời này được làm từ kim loại để khiến cho mụ ta bị điện giật. Nami giống như một phù thủy thật sự khi mà chịu hồi sấm sét tấn công thần mặt trời. Điều này khiến những người dân phải kinh ngạc trước khả năng của cô ấy và đặt ra những nghi ngờ nhất định. Họ có thể cứu sống nào đó để khiến cho họ nhớ lại quá khứ của mình. Rõ ràng tất cả các cư dân trong vùng đất bí ẩn này đều là những người bình thường, nhưng mang trang phục chiến binh Elbat cho mụ ta thiết kế ra. Họ cũng chỉ là những hải tặc hoặc nhà thám hiểm đến Elbat và bị bắt. Nhưng họ lại bị đánh thuốc lú, quên mất đi bản thân của mình là ai để cam chịu số phận trong vùng đất bí ẩn mà mụ ta tạo ra, giống như một con động vật vậy. Phương thức gây lú này cũng giống như rượu cô tiên xanh gây ảo giác, làm nhóm Luffy quên mất đi câu chuyện của mình trước khi mà họ có mặt tại đây. Như tiết lộ của người đàn ông cửa châu chấu, họ sẽ được cung cấp những thức ăn được gọi là phần ăn của động vật, và có lẽ đây là thứ được tạo ra kèm theo một số thuốc gây lú. Chỉ cần ăn nó vào mỗi ngày thì tâm trí của họ sẽ quên sạch những gì mà đã trải qua trước đây, ngon ngổ làm thứ nuôi trong lòng kính, tôn thờ cái thú cưng của mụ ta là thần và xem mụ ta là thần mặt trời tối cao. Số phận của họ không còn tự mình quyết định được nữa, mà có thể bị những vị thần này thịt bất cứ lúc nào mà chúng muốn. Thần linh trong One Piece được mô tả như một lũ mội rợ, phải không nào? Vì thế có khả năng khi mà Nami tung đòn xét sẽ đâu đó giúp họ ảnh hưởng và phục hồi ký ức. Và ở cuối chapter 1129 thì có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy được nhóm Murom đi đến điểm tiếp theo khi mà Nami chỉ dẫn, chính là bức tường đối diện trong căn phòng kính. Chỉ cần đấm vỡ tấm gương đó, họ sẽ thoát ra được khỏi căn phòng bí ẩn này để đối diện với lại một thế giới mới. Còn đó là gì thì hy vọng rằng dự đoán này sẽ xuất hiện chapter 1129 anh em nha. Ngoài ra sẽ còn khá nhiều tình tiết khác mà bản thân của mình không thể nào dự đoán chính xác được. Các bạn cũng có thể dự đoán bằng cách là bình luận dưới video này cho mình cùng tham khảo nha. Nghĩa năm của Luffy có sức mạnh đồng hóa. Đồng hóa là một khái niệm có thể một số bạn sẽ chưa hiểu lắm. Vì thế cái video này các bạn nên xem để thấy được Luffy bá đến cỡ nào với khả năng đồng hóa đó.
Nếu các bạn xem qua loa chapter 1128 thì sẽ không thấy được những điểm thú vị từ Luffy. Cậu ta hiện giờ đã kiểm soát thần thuật G5 và hầu như không phải chịu một tác dụng phụ nào. Chỉ một lần bật tắt G5 của Luffy, Tết Giao đã hé lộ rất nhiều điều hấp dẫn liên quan đến sức mạnh của nhân vật chính. Phải bá hơn nữa là thứ mà Tết Giao đang muốn hướng đến dành cho Luffy, vì hiện tại cậu ta còn chưa mạnh được so với vua hải tặc Roger thời đại trước. Đến giờ thì chúng ta vẫn còn đọng lại một thắc mắc. Khi mà Luffy hô G4 trong chapter 1127 thì lại sử dụng G3. Nó thật sự là lỗi hay là cái gì đó ảo ma Canada? Nếu Tết Giao đã không sửa lỗi này thì là một sự cố tình, và chi tiết này chắc chắn phải được giải thích trong thời gian sắp tới. Thứ các bạn cần quan tâm nhiều nhất lúc này là trạng thái G5. Luffy có thể đồng hóa với cái mũ chiến binh Elbaf. Nó giúp cậu ta hiển thị hai cái sừng trên đầu của mình và tóc bồng bềnh. Ở trận chiến với Roxy, hẳn các bạn chưa quên Luffy có thể dùng tóc của mình để biến ra được một cặp kính phi công, đeo vào, phóng thẳng đến tận cho Roxy một đòn dứt điểm. Đủ hiểu được Luffy có thể chịu hồi được những thứ còn khủng hơn nữa từ dạng G5 của mình, nếu như cậu ta có thể kiểm soát được sức mạnh tối thượng của nó. Nếu như các bạn để ý lại thì Luffy chapter 1128 chiến đấu chủ yếu với một sinh vật là con rắn Himulgan. Himulgan là cái đặc tên lách của tác giả Oda, dựa trên một sinh vật thần thoại Bắc Âu có tên là Jormungand. Jormungand được biết là một con mãng xà khổng lồ, là con thứ của thần Loki. Theo mô tả, sinh vật này khá giống với xì vẫn ở trong văn hóa Á Đông mà họ thường làm trên các mái nhà, mô phỏng lại những vũng xoáy nước biển. Jormungand có sống lưng thẳng và rất nhiều gai nhọn, đầu hơi giống với gấu rừng, nhưng thân thì là cá trình. Da và vảy thì trơn láng nhưng cực kỳ sắc bén. Mình sẽ không đề cập câu chuyện thần thoại về sinh vật này ở trong thần thoại Bắc Âu, vì điều đó không quan trọng. Mà thứ cần thấy ở đây là tác giả Oda đã tạo ra một con mãng xà với một chiếc mũ chiến binh Elbaf đội trên đầu tấn công nhóm Luffy. Sinh vật này được đặt tên khác đi so với Jormungand, lấy tên là Himulgan, để né tránh hình dạng vì không giống lắm. Nó cũng chỉ là một con rắn bình thường nhưng kích thước khổng lồ chứ chẳng có điểm gì nổi bật. Con rắn này cũng không giống với con rắn trên Skype mà chúng ta đã từng gặp, cụ thể là Kashigami 400 năm trước và con cháu của nó là Nola ở hiện tại. Nola là một con rắn có lông vũ, trên miệng của nó còn có phần ri dài, khác biệt so với con rắn Himulgan được gọi là dại thần ở Elbaf. Tiện đây thì mình cũng lý giải luôn về sinh vật được đặt tên là Mugen còn lại trong chapter 1128. Nó là một con quạ với hộp sọ khổng lồ trên đầu. Tên Mugen của nó được kết hợp với hai con quạ trong thần thoại Bắc Âu, có tên là Hugin và Munin, là thú cưng của thần Odin. Hai con quạ này tượng trưng cho suy nghĩ và ký ức, có khả năng bay đi khắp thế giới để kể cho Odin nghe về những điều mà nó chứng kiến được. Và mình sẽ không đào sâu về thần thoại Bắc Âu vì có nhiều điều trong đó. Nhìn chung thì Oda mượn hình tượng của hai sinh vật này để gọi chúng là dại thần tại căn phòng, là thú nuôi của người được gọi là thần mặt trời kia. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận tiếp tục về cuộc chiến của Luffy với các sinh vật khổng lồ. Đã từng hạ nhiều con vua biển, nên mấy con thú khổng lồ này không là gì với các thành viên trong băng mũ rơm. Zoro chỉ cần một đòn là hạ gục được con quạ Mugen. Riêng Luffy thì một đấm cũng đã khiến cho con rắn Himulgan phọt tiết. Nhưng điều đáng chú ý ở đây phải kể đến là tại sao tác giả Oda lại để Luffy sử dụng G5. Với sức mạnh của cậu ta, hạ gục một con vua biển không cần phí sức như vậy. Nhưng đây là một trong những tiết lộ vô cùng quan trọng về sức mạnh của Luffy ở hiện tại. Sau khi thoát khỏi cuộc chiến, Luffy đoàn tụ với những người khác từ G5 đã biến về hình dạng bình thường. Và các bạn không thấy lạ sao? Lần đầu tiên mà Luffy sử dụng G5 đã bị biến thành một ông lão già nù. Đến hết cũng bị tác dụng phụ này làm cho mất khả năng chiến đấu và thậm chí suýt tí nữa chết với phút độc của Satan. Nhưng lần này Luffy hoàn toàn không chịu ảnh hưởng đó nữa, chứng tỏ được tác dụng phụ không xảy ra vĩnh viễn mà chỉ là một thời gian ban đầu cho đến khi Luffy kiểm soát thần thuật gây mới. G2 bị kiệt sức, G3 biến thành tư này và G4 bị cạn kiệt hai kỳ cũng đã không còn được thấy nữa. Giờ tác dụng phụ bị lão hóa cũng biến mất để khẳng định được giờ đây Luffy đã có thể chiến đấu thoải mái với G5. Mình cho rằng sở dĩ tác giả Oda đưa ra cơ chế tác dụng phụ cho Luffy ban đầu là vì muốn chúng ta nhìn thấy được Luffy phải trả một cái giá rất đắt cho mỗi lần biến đổi sức mạnh. Như Luffy đã nhận xét, việc thúc đẩy G2 lên quá nhiều sẽ khiến cho Luffy bị giảm tuổi thọ nhanh chóng. Vì thế sự bào mòn tuổi thọ của Luffy đã âm thầm diễn ra mà cậu ta không hề hay biết. Ý mưu và ngũ Latin, những kẻ khao khát cuộc sống vĩnh hằng luôn cố gắng tìm cách để giữ cho mình sự bất lão hay là bất tử. Nhưng ý mưu bị cả thế giới lãng quên trong suốt 800 năm đó, không một ai ngồi những cận vệ của hắn biết hắn cả. Còn Soboy, người chết đi 800 năm trước, bằng một cách nào đó vẫn được thế giới biết đến. Người ta cố gắng tìm cách khôi phục lại dữ liệu về nhân vật này ở hiện đại, điển hình như các nghiên cứu từ tiến sĩ Vergeben. Vì vậy, để có được sự sống vĩnh hằng, cách tốt nhất là thực hiện ước mơ của mình cho đúng đắn, cống hiến cho thế giới để họ không thể nào lãng quên. Giống như bác sĩ Hedrick từng nói, người ta sẽ chết đi nếu như họ bị lãng quên. Cả Roger cũng đề cập rằng mình sẽ không thể nào chết theo kiểu đó với Rayleigh. Cho nên tuổi thọ của Luffy dù có bị rút ngắn đi nữa, nhưng mà cậu ta thực hiện ước mơ của mình để mọi người có thể nhớ mãi thì Luffy sẽ không bao giờ chết. Đó là khía cạnh ẩn dụ, chứ thực tế thì chết là hết. Người còn sống sẽ kế thừa ý chí của người đã chết, tinh hoa sẽ được kế thừa và phát huy. Trở lại với sức mạnh G5 của Luffy, lần này cậu ta đã tạo ra được cặp sừng ở trên đầu của mình mang đậm chất Elbaf. Phần mũ vải trên đầu cũng biến thành tóc. So với lần trước, cậu ta đã biến tóc thành kính, đúng là điều thú vị phải không?
Nó được gọi là khả năng đồng hóa. Ở trong One Piece thì cũng từng có rất nhiều loại sức mạnh tương tự như này, chẳng hạn như trái Ise-Ise-no-mi của Pika, gần đây là trái Shima-Shima-no-mi của Bizarro. Nhưng đẳng cấp và cụ thể nhất phải kể đến chính là trái quỷ của Bullet. Nó có tên là Gasa-Gasa-no-mi. Đây là một trái quỷ hệ Paramecia, giúp người dùng có thể tháo rời hoặc lắp ráp chúng lại thành bất cứ một cái thứ gì mà họ mong muốn, có nghĩa là không bị giới hạn bởi vật chất. Chứ Gasa giúp cho Bullet đồng hóa được mọi thứ trên đảo để hình thành nên một con quái khổng lồ với sức mạnh kinh khủng khiếp. Đến cả Bettercon của hải quân cũng chẳng là cái đinh gì trong trận chiến đấu đồng với nó. Chỉ có một cách để đánh bại con quái đồng hóa, chính là tách Bullet ra khỏi cơ thể của nó. Nhờ sự phối hợp của nhiều nhân vật mạnh mẽ, trong đó có Luffy, thì mới tách được Bullet ra để hắn bị Luffy đánh bại. Điều này chứng tỏ được sức mạnh đồng hóa là một cái thứ gì đó cực kỳ ghê gớm. Nếu như Luffy kiểm soát thuần thục sức mạnh này, cậu ta có thể biến ảo ra rất nhiều thứ khác nhau để mang lại khả năng chiến đấu linh hoạt tùy vào trường hợp. Việc biến tóc thành cặp kính, biến cái mũ thành tóc cũng chỉ là cái vật dụng đơn giản không mang tính chiến đấu cao. Mục đích của tác giả Oda là khơi mào cho anh em thấy được Luffy còn có khả năng đồng hóa được nhiều thứ kinh điển hơn nữa ở sao. Trên thế giới này có thứ gì đáng sợ nhất? Chính là vũ khí cổ đại. Sức mạnh hủy diệt của nó đã chứng kiến một phát bắn từ Uranus đã khiến cho Lulucia bốc hơi. Hãy thử tưởng tượng nếu Luffy dùng sức mạnh đồng hóa của mình để hợp nhất ba vũ khí cổ đại thành một, giống như hợp nhất cái con robot thành một người máy hoàn chỉnh để kiểm soát nó bằng sức mạnh gây nằm, thì sẽ bùng nổ đến mức nào. Rõ ràng Roger là vua hải tặc, ông ta có tất cả mọi sự hiểu biết của mình trong lịch sử, còn sức mạnh ở đẳng cấp Haki thượng thừa, nhưng lại không thể nào làm gì khác phải nhờ đến sự xuất hiện của trái quỷ người cao su mà Sanji đánh cắp. Vì mất nó vào mồm của Luffy mà Sanji đã gục cả cánh tay. Để hiểu được giá trị sức mạnh, tiềm năng của trái người cao su này là vô cùng gợi gớm. Cách mà Luffy thể hiện sức mạnh của nó chỉ là một phần nhỏ mà chúng ta thấy thôi. So với quy mô cuộc chiến ở thế kỷ trống với sức mạnh của vũ khí cổ đại, hãy thử tưởng tượng nó khiếp đảm đến mức nào. Để dẫn đầu cuộc chiến thì Luffy phải là người có đủ khả năng kiểm soát sức mạnh, chứ không thể nào là một tứ hoàng nhỏ bé bị một người khổng lồ dí chạy như tại Elbaf. Vậy nên tất cả những gì mà chúng ta nhìn thấy ngay tại phần mở đầu của Elbaf này chỉ là một chút ít sức mạnh mà Luffy có, kiểm soát gây năm thần thuật cộng với kiến thức thế kỷ trống. Luffy thực sự là một kẻ khiến cho Emu phải khóc thét, còn hơn cách mà hắn gào thét trước Haki của Zoroboy nữa. Các bạn suy nghĩ gì về sức mạnh đồng hóa của Luffy trong tương lai? Bình luận dưới video này nha.